Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là tổng hợp một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới cuối tuần đứng ở mức 1.947 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương gần 54 triệu đồng trên mỗi lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy là sau một tuần, kim loại quý này đã tăng hơn 21 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng giữ được đà tăng trong tuần này, bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ nhảy vọt lên mức cao nhất trong 2 năm so với nhiều đồng tiền khác. Thông thường thì giá đô la Mỹ mạnh hay là lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đi lên sẽ gây áp lực lên vàng vì sẽ khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tuy nhiên thì kim loại quý này vẫn đang được hỗ trợ bởi sự bất ổn tại Ukraine, lạm phát leo thang nhanh chóng và đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi. Theo các nhà phân tích, lạm phát và lãi suất tăng sẽ là những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá vàng trong quý 2 năm nay. Trong đó, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau dịch Covid-19 và sự gián đoạn nguồn cung có thể sẽ là yếu tố đẩy lạm phát lên mức cao hơn. Đà tăng của giá vàng đã khiến cho nhiều chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân dự báo rằng xu hướng này còn tiếp tục diễn ra trong tuần tới. Theo trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa Ole Hansen của ngân hàng Sasobank cho rằng, thị trường kim loại quý đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất và duy trì ở ngưỡng 1.890 cho đến 1.950 đô la Mỹ trên một ounce, và ông tin rằng giá vàng sẽ tăng hơn nữa và tiếp tục kiểm tra các ngưỡng mới trong tuần tới. Cụ thể với cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco News, 16 nhà phân tích phố Wall thì có 10 người tương đương với 63% nhận định kim loại quý này sẽ tăng, có 6 người tương đương với 38% còn lại dự báo giá vàng đi ngang, và bất ngờ sẽ là không có ai nghĩ rằng kim loại quý này sẽ tụt giảm trong tuần tới. Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò trực tuyến trên Mintchit thu hút được 842 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số cũng lạc quan về giá vàng. Cụ thể, với 478 người tương ứng với 57% nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, có 198 người khác chiếm 23% nhận định giá vàng sẽ giảm, và 166 người còn lại tương đương với 20% dự báo giá vàng đi ngang. Với thị trường vàng trong nước, giá vàng tại thị trường trong nước đóng cửa phiên giao dịch tuần này được tập đoàn Doji niêm yết chiều mua vào ở mức 68,6 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 69,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán tại Doji là 800.000 đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước là ngày 3 tháng 4, giá vàng Doji tăng 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 68,65 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 69,45 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra của vàng SJC đang là 800.000 đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước ngày 3 tháng 4, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Dù giá vàng tăng mạnh, tuy nhiên thì người mua vàng trong nước tuần qua vẫn thua lỗ do mức chênh lệch mua vào và bán ra quá cao. Cụ thể, nếu mua vàng tại tập đoàn Doji vào phiên ngày 3 tháng 4 với giá 68,95 triệu đồng trên mỗi lượng và bán ra vào phiên ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4, nhà đầu tư vẫn thua lỗ tới 350.000 đồng trên một lượng. Tương tự, người mua vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng thua lỗ đến 400.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng không có biến động nhiều về giá so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.865.000, bán ra 6.945.000. SJC Hà Nội mua vào 6.865.000, bán ra 6.947.000. SJC Đà Nẵng mua vào 6.865.000, bán ra 6.947.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.940.000.
PNG Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.855.000, bán ra 6.935.000. Giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.940.000. Phú Quý SCC mua vào 6.865.000, bán ra 6.940.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.867.000, bán ra 6.940.000. My Hồng SCC mua vào 6.890.000, bán ra 6.925.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.855.000, bán ra 6.895.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.855.000, bán ra 6.925.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.860.000, bán ra 6.940.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.840.000, bán ra 6.907.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác sau khi đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, hiện tại thì cũng không có biến động về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.865.000, bán ra 6.947.000. SJC Cà Mau mua vào 6.865.000, bán ra 6.947.000. SJC Huế mua vào 6.862.000, bán ra 6.948.000. SJC Bình Phước mua vào 6.863.000, bán ra 6.947.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.865.000, bán ra 6.945.000. SJC Miền Tây mua vào 6.865.000, bán ra 6.945.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.865.000, bán ra 6.945.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.867.000, bán ra 6.950.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.865.000, bán ra 6.947.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.863.000, bán ra 6.947.000. SJC Phan Rang mua vào 6.863.000, bán ra 6.947.000. SJC Hạ Long mua vào 6.863.000, bán ra 6.947.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.863.000, bán ra 6.947.000. Cuối cùng sẽ là giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác sau khi đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa phiên này, hiện tại thì cũng không có biến động về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.510.000, bán ra 5.600.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.470.000, bán ra 5.560.000. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000. Vàng 18K mua vào 3.985.4 nghìn, bán ra 4.185.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.056.8 nghìn, bán ra 3.256.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.133.8 nghìn, bán ra 2.333.8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên thì đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.